các bạn nghe, hôm nay chiều buồn trời mưa rồi, cậu Năm có đãi mình món gì đây nè? Tèn tèn già dứt gần giữ người ta để ngoài mưa quay nha. Đây là trâu của mẹ đó này con. Trời ơi, nó ra mình lên nó nhắc là cái ghế một rồi má ơi. Ủa con Năm kêu con lấy cái ghế, con lấy cái ghế về rồi bỏ chạy rồi. Cái gì không con? Mày nè. Bò lớn quá. Mày nè. Ngủ ly gướng diễm. Ngủ ly gướng diễm mà không ly nè. Cái này là mắt heo. Mắt heo nha các bạn. Mắt heo. Ừ. Mèo hắt. Ngồi phụ thêm. Mày không năm chủng mày nè. Mì ăn cơm, cơm gan, bánh gì nữa không? Bánh gì? Mì lấy cơm nhau. Đây nè. Bạn cậu thấy đi. Ây da, khó chịu dữ à. Hôm nay cầm cầm rồi đi có thuốc nha. Cái này gụ góp rồi gụ. Giá đâu? Giá nhậu hả? Chốt ăn nha. Giờ đi, từ từ. Mai qua. Đang cái đùi gà của con nè. Mau ăn mì như vậy. Ừ. Đi lấy cái tô con. Đi từ té bãi tô. Cái tô trên đó có. Ăn không ngồi đi đứng. Ừ. Trên đâu mà. Con. Đừng ăn cái thôi vậy đó. Chén thùng đó đó. Ngồi đây ngồi nhậu
Mưa đâu? Mưa
tưởng cắt ra cái thì cắt á, làm thì cắt bỏ á, bỏ, cắt không làm á, cắt sát vô cái cây bỏ đúng để làm gì, cắt á, không liếm gì nữa, nổi cái sổ rồi rửa lại. Trời ơi, không lẽ bây giờ sửa lại vậy rồi để cũng làm nó đi dân cho những út quất cái đầu út hay gì? Để trời giờ nó còn dính liếu cây kèo cắt sao được một cắt. Vậy là mời cắt cây cọc ở trong phòng phải không? Cắt bỏ ngang bắn luôn á. Nó chua quá. Hạ xuống. Chua. Thêm miếng đường nữa. Chua quá. Mày đường cái gì? Này. Vợ đừng nhắc. Con hỏi con ý con bỏ vô mà con hỏi. YouTube biết người ta biết làm đồ ăn luôn á. Ai? Thằng bán đồ ông ta xe hơi đó có nhậu không? Ít lúc nào ở nhà có đám mới nhậu. Không có, mình có được không? Qua mua đồ hả? Là nó biết hết trơn. Tôi đưa biết đó là biết nó ngày bữa uống xào mỡ thôi đó. Nó biết tôi rồi. Nó biết tôi nó nói tôi biết ông lâu rồi. Mới biết lần đầu là bữa chúng ta uống xào gặp nó mới biết á. Nó đâu có biết đâu. Đi nữa hả? Đi nữa ba. Trời ơi biết khi nào nó say mày ơi. Hình như là Tây Nhiên biết hình như là giống anh biết giống ai không? Giống mình. Em mới nhậu lần đầu tiên giống bình á, bình ăn chính á thì vậy đó, khi nào là say mở cái đèn đó. Trong đó thì thôi thấy mở cái dạ đèn qua đâu, tao mua cái đèn đó là 850 là đèn sân khấu luôn là để đây nè. Mày cứ âm chưa Trang? Anh cũng là ăn giấy rồi. Cái này mày tranh nhau mà làm giấy cho tao. Rồi, xin chào bạn nha, mình nhậu tiếp nha. Bye bye. Bye ai? Bye. Bye.